Hello anh em, và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái vid đầu tiên về TFT nhé. Mình thì mới chơi rồi, mình mới chơi được 3 tuần nên là cũng trình độ cho cũng chưa cao lắm đâu. Nên là có gì mình sẽ làm vid từ từ nhé. Ok. Kết thúc bằng kim luôn. Nhìn tạo một đội hình lên tí này. Mình thấy mùa trước bên volleyball khỏe chứ mùa này volleyball lớp xong thiếu nhớt anh em ơi. Chắc là để volleyball cầm máu này. Chứ mình cũng không định chơi. Này hay này. Được thế nhở. Ai được đây, được đây, được đấy. Đây được đây, được đây anh em ơi. Tính tắt mà bán được luôn tướng ở đâu nhỉ? Tí xem phát đã. Bán tướng luôn ở đâu? Space à? Mình để Space à? Oh, ok, cũng được. Tại mình không dùng nút lắm anh em. Không ai dùng nút lắm. Này bất may mắn à, ảnh già cái này ngon quá ta. Em đánh gì? Hạt đo và quyền năng phi thường tầm xa. Này cứ chiêu chiêu mà đánh thôi em. Mình được ba cao cường về tí mình lấy thêm một con bát mà bát là Soraka gì đấy hoặc Koboko gì đấy. Koboko đấu sĩ lấy tạm con Koboko cũng được. Lấy tạm cao cường để áp cấp thật nhanh anh. You sound animal.
Mạnh. Đã thì cả mình thấy cái này cũng hay này. Bởi vì kiểu nó mai em mà để cái này sớm ở bài luôn thì lại mọi người sẽ biết anh em này cay xa luôn ấy. Mọi người né né không dám đánh cay xa nữa bị sợ tranh bài. Là mình thế. Là mình thấy phát là mình né luôn. Thấy bạn để cái này phát là mình không đánh cay xa luôn. Đây cần thêm một con bát đúng không? À, quên mất con bát này rồi. Đang ngồi suy nghĩ em. Bọ này. Con bọ này cũng được. Quan trọng mình định lấy cái chí mạng này thôi nha. Nếu mà đồ phụ trợ mà ngon thì hiểu cái này cũng ngon này. Chủ sở hữu đồng minh liền kề và tất cả phía sau họ. Nó thông sao lấy bọ ngon này em. Cái đó còn rồi quên không ấy. Quên không lắp vào. Cần con gì ba vàng không nhỉ? Thì mình chả cần con gì ba vàng à? Biết đâu ra con Soraka cũng được. Con Soraka ra con bát cũng được. Ghi bởi khác. Soraka này. Tao cường. Thì con bát hơn không? Ba cao cường rồi này. Mình bỏ Yon với cả bỏ con gì đó nhé. Friend, same old me. À,
Gatsuo này bán đi cũng tiếc rồi. Darius này bán đi cũng tiếc rồi. Nhưng bán đi lên 50 vàng cũng ok. Gã này tự bận Gatsuo này. Chịu khổ tí anh em ơi, chịu khổ tí. Thì nữa mình sẽ vùng lên. Mình không đi chơi cao cường lâu lắm đâu anh em ơi. Đấy này đi late game đánh anh em. Cần làm gì nhỉ? Revenge chót nữa mà. Hiện tại đã có phép hai rồi, lớn quá à. Cố gắng nỗ lực cầm máu em không đáng kể em ơi. Này lớn quá à. Với hiệu thần tài. Hai thần tài này. Sắp 5 máu à? Định bảo làm tí thần tài không nhưng mà chắc 65 máu. Mình chơi thần tài kém lắm em nên là chơi thần tài bây giờ cũng hơi rủi ro. Sợ chơi thần tài phát đi luôn. Lượng năng khổng lồ. Cái lobby này anh em toàn sống vội vậy. Lobby đấm nhau kinh kinh hoàng rồi. Cần roll một tí cầm máu nhỉ. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Cần thêm con bát thôi anh em ơi, cần thêm con bát ấy. Lấy bốn sạn thuật sư vào. Thần tài cao cường, cao cường, cao cường. Sẽ bỏ bạn này đi này, xong rồi thay một bạn thuật sư vào. Ba cao cường, bốn sạn thuật sư tạ. Xong rồi thì nữa mình sẽ thay thay dần. Đây có bát luôn này, có đấu sĩ luôn này, có Volibear luôn này. Bình tĩnh nha. Ba cao cường một sạn thuật sư đúng không? Ok. Đấu sĩ Soraka này chắc bỏ thôi. Cao cường này, cao cường này, cao cường đâu ý nhỉ? Ba cao cường này. Trong Soraka vào đi. Thôi giữ con đấu sĩ là đi anh em. Bỏ này. Volibear này vẫn đang cầm đồ khi mình bán sườn Volibear lấy đồ cho cây sao anh em. Thua cũng được, thua cũng được không sao. Mình muốn để cao cường thêm một tí nữa anh em ơi.
này 2. Lên được con này cao cường 2 cũng được, đép máu. Sai. Muốn thêm món đấu sĩ quá nhở. Có vội không anh em, có sống vội không? Anh em sống có vội không anh em? Bác cao cường, muốn đấu sĩ. Thiếu Galio nữa anh em ơi. Sinh viên 2 rồi đúng không? Tập sinh viên đi nè. Vì bắn nó không thấm ở đâu cả, nó chưa có đồ. Đang vẫn đang để đồ cho con đi ba. Hay bỏ cao cường ra không nhỉ? Trông mấy bạn kia sống vội quá anh em ơi. Hai đấu sĩ chắc là không sao, chắc là không sao đâu. À trước thắng đảo với chỉ về một cái trick mà mình cũng chưa dùng được lần nào, là cái trò mà nếu mà anh em để lắp tướng này xong rồi anh phải lắp một cái đồ chuẩn hơn. Từ nhé. Đây được luôn không ta? Đây có Soji thì cũng được này. Cái giáp máu con Silas cũng được này. Làm đâu cái nỏ xét chứ nhỉ? Để lần volley cầm máu. Lần nào vẫn cai xa mình cũng cai xa 1. À cai xa mới bị nớp đúng rồi. Bắn nó không còn cái lẹt như trước nữa. Bị nớp xong. 4.000 đa mà. Cái lẹt đấy chứ. Vẫn còn khá là cái chứ. Tôi lên luôn anh em ơi, cao cường gì nữa rồi. Chúng đấy cũng tiếp. Đấy thì còn tiếc hơn. Thì Revenge Archot đúng không? Ơi, hai con khỉ này làm gì đây anh em ơi? Hai con khỉ này cứ biết làm gì hai con khỉ này đây. Bán đi cũng tiếc anh em, mình muốn giữ lại một tí. Đằng nào mình cũng chưa cho được, chắc là lên 10 mình cho con khỉ vào mặc ảnh nào. Hay bán xử đi nhỉ, không hợp ngữ cảnh lắm. Tiếc nhỉ. Nhiều bạn đánh thiên cung không? Không mình ôm lại. Hiền giả. Ê chả đánh thiên cung này. Tôi bán xử đi. Chả ai đánh đâu, mà cần tranh tướng gì. Đúng là đổi miễn phí này, ngon ơ. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Mesa 2. Để tìm tiếp đây. Tìm một tí nữa đây. Mình lên sớm mình cứ tìm thôi anh em. Ôi con này cũng ngon. Con này còn cao cường nữa. Khó, khó. Cứ cầm con này về đã nhá, bình tĩnh nhá. Lên một con Silas 2 quá. Thôi, sống chậm tí anh em.
là một con Silas 2, Galio 2 gì đó, hơi yên tâm. Bây giờ mình lên 9 luôn không? Lên 9 luôn có hơi sống vội quá không em? Nhiều nhà đánh Kai'Sa không? Không thì mình tìm lấy Kai'Sa trước. Hoặc không thì mình cứ bây giờ mình lên 9 luôn khi cũng vừa. Đây cũng không nhiều nhà đánh Kai'Sa đâu anh em ơi. Con này sống chậm lắm. Khả năng lên 9 đi, tích tiền lên 9 đi. Tiền lên 9 ngon hơn. Chắc là một cái chí mạng hoặc một cái tấm đánh gì đó. Chí mạng ngon hơn. Bát không cần, bát tích thôi. Thử làm bát đi. Mày là chót Galio. Chờ đấy là 50 vàng thôi mà mình lên 9 nhá. Lên 9 rồi đi tìm các thứ tiếp. Không muộn. Hay mình sống vội phát mình tìm luôn xong rồi đấm mấy bạn này. Ê bạn, tìm. Sống phải vội lên anh em ơi. Đời không đợi ai cả. Đời nó không đợi ai cả anh em ơi. Đời nó không đợi ai cả. Kai'Sa cứ giữ lại đấy, biết đâu lên Kai'Sa 3. Kai'Sa 3 khó mày mày. Mà thôi cứ tìm đi. Còn lấy tướng của bạn này chứ. Bạn nào ấy nhỉ? Đây như bạn này này. Bạn này Silas quần đang khổng lồ không phải. Cái sự kinh dị. Cái sự kinh dị anh em ơi. Isandra khả năng bán đi không nhỉ? Mình ôm cho mấy bạn sứ tanh hoa kia không được chơi cũng được. Nhưng mà ôm đi cho mấy bạn sứ tanh hoa này khỏi chơi. Bán bớt máu đi. Tao cường. Đó, bây giờ chờ lên 9 thôi nha em nhé. 9 lấy Udi, Saya. Ôm con sứ tanh hoa này là ai biết đâu mình chơi sứ tanh hoa cũng được. Lấy đồ tanh, lấy thêm một tí đồ tanh nữa. Này mình có thêm một cái nảy bật may mắn này thì khá là uy tín rồi. Lại còn những người bạn nhỏ nữa. Nói chung cũng không thiếu đam được đâu anh em ơi. Không thiếu đam được. Đồ tanh thôi. Thêm một tí đồ tanh. Sức mạnh tràn về anh em ơi. Sức mạnh tràn về. Nhưng mà không có đam sốc nhỉ. Và mình cần thêm một con ấy để mình có đam sốc nữa. Đánh này không có đam sốc giết mấy con. Mấy con kiểu này cũng hơi rất là. Thì đã chờ đợi mình. Đợi sứ thanh hoa kia ổn hết không? Hai sứ này. Ba sứ này. Ê nhiều lúc mình cũng không tính đánh sứ thanh hoa lắm đâu anh em. Chỉ vì đánh sứ thanh hoa thì chờ Lissandra quá. Nhưng mà em có một cái ấn gọi một cái gì đó mình hay đánh sứ tinh hoa. Đánh sứ tinh hoa cũng hay rủi ro. Có thể anh em sẽ đi sớm bất kỳ lúc nào. Không biết được. Con Saya cần cái gì nhỉ? Saya gây cần thêm một cái kiếm chí mạng này nữa đấy. Mình tặng cho con bát đã nhé, tí nữa mình nhắn cho con Saya xong. Rồi, bà Long Vương hiền giả, nhà này cũng khỏe ta. À, cái gì đây? Kênh 2 à?
dán tành ở trên, cứ chết là con cai xạ tăng tăng tốc độ đánh em ơi. Hay thế nhỉ. Đây này. À không, đồng minh gần nhất thôi. Cái con Silas này phải chết à. Người bạn nhỏ. 1, 2 vàng. 1 vàng, 2 vàng, 3 vàng, 4 vàng. 4 lần là 36% à. Cũng được. 36% với cả thêm 300 máu. Suraka 2 AZ. Này sẽ có AZ 2 này. Bạn này cũng khỏe ta. Bạn này mà có thêm con Lissandra cũng hơi khỏe đấy. Khỏe quá ta. Khỏe đấy. Mệnh này cũng khỏe đấy. Mèo con xinh trắng. Năm định mệnh hai thứ tinh hoa. Tinh hoa định mệnh. Xín. Đấu, cho đi. Ai mà có con này rồi thì còn mặc ảnh cao cường gì nữa. Cao cường 1/3. Anh ba cao cường nhờ anh em cho thêm con volleyball mặc ảnh vào với cả con này không? Thì mình bỏ con UD đi. Thì mình nhìn thấy lên 10 thôi. Lên 10. Cũng có thể nhờ anh em nhé. Mình sẽ giữ lại mấy con volleyball này để đề phòng ý. Một con volleyball thôi. Lên 10. Đánh 3 cao cường. Cộng thêm hiện tại là 13% mà. Cụ chân cấp của bạn. Cộng thêm 3% nữa là 16%. Cộng thêm nữa là 19% mà. Cũng được anh em ơi. Vì thế cũng ngon đấy. Dàn trên của mình tanh này là cũng uy tín lắm rồi. Hai con này. Thêm được một con Lissandra này cũng ngon quá này anh em. Giữ Lissandra này nè. Để thêm Lissandra nữa. Sứ Thanh Hoa, hay lấy hẳn Sứ Thanh Hoa nhỉ. Thôi chắc là đấy mất. Mất sớm nhỉ. Chứ mình lấy con Saya thôi. Sỉ cũng hay này. Lấy này đi cũng được. Thoải mái luôn. Đắt hai cái này nó bị trùng không? Hai này bị trùng nội tạng không nhỉ? Kỹ năng có thể gây chí mạng. Nếu kỹ năng đã sở hữu chí mạng nhận thêm 10% sát thương chí mạng. À ấy à. Sốc am đi em ạ. Sốc được ai thì sốc đi. 36 à. Lòng sau mình lên nhé. Không vội. Không nào sống vội được. Mình đã sống chậm quá lâu rồi. Không vội. Xong rồi lên 10, mình còn lên 10 nữa anh em. Lên 10 lấy hai con này nữa. UD vào cho vui thôi.
Rôn tí hay là lên tiếp 10 nhỉ anh em nhỉ? Có sợ yếu không để mình lên tiếp 10? Chẳng chả yếu đâu. Lên tiếp 10 đi anh em ơi. Đang chuỗi thắng dài dằng dặc này. 10 là 84 thôi. 84 lên được thoải mái. Không cần lên con nào 3 đâu. Đánh cung con Volibear hoặc Lissandra này là uy tín lắm. Trừ khi mình lên được UD2. Nếu lại là một câu chuyện khác. Lên được 10 luôn đấy. 84, 46 rồi. Bạn này chắc bạn này cầm UD2 này, Lissandra hai con. Ai gì? Nautilus. Ây à, em cầm Lissandra. Thế mình cũng phải cầm Lissandra rồi anh em ơi. À, cầm một tí Lissandra. Sáu mươi à? Gần được nha. Sức mạnh công kích à? Không cần sức mạnh công kích lắm. Piliut Lissandra, dầm con Lissandra mình biến hình anh em ạ. A xì cũng khỏe đấy, A xì cũng khỏe đấy anh em ạ. Thôi đến lúc sống vội rồi. À mình bỏ con bát ra mất rồi. Nhở. Ôi lại phải tìm lại con bát. Ôi trời ơi, thật là một pha lỗi lầm anh em ơi. Lỗi, nhầm tí anh em. Ây da. Nhầm một tí. Nhầm một tí anh em ơi. Ôi bạn này còn có hai máu rồi à? Kịp không nhở? Đây được. Body bear. Ây da la cao cường, phải phắn đây, phải phắn đây. Rồi bạn này đánh gì? Nocti, Annie, gì? Bạn này chưa có Lissandra này, ôi trời ơi. Biến hình con này nhá. Biến hình con này là uy tín. Chạy đâu bạn ơi, bạn chạy đâu? Chạy ở đây à? Chạy không? Không chạy à? Thế mình bắt con Annie này vậy. Bắt tạm con Annie này thôi. Điểm à, vậy thôi anh em à, chắc là clip mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu các bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Cách. Bye bye.